Xin chào tất cả các bạn nhé. Thời tiết thế này mình ở nhà mình làm món lẩu hải sản. Thì mình quay cho các bạn xem là món lẩu hải sản này thì gồm có cần những nguyên liệu gì nhá. Thì ở đây là mình có một gói lẩu thái nè, một ít cà chua và ít sả và gừng. Và mình thêm một cọng chanh vào để cho đỡ tanh nhá. Bây giờ mình sẽ đập nhỏ tất cả gia vị ra. Sau khi mà mình đã đập xong gia vị rồi thì mình sẽ cho vào nồi nước dùng để mình đun lên. Mình đun cái nồi nước dùng này lên để tí nữa mình đổ vào nồi lẩu là cho hải sản vào là đun lên là ăn được thôi mọi người ạ. Đây, sau khi là nồi nước dùng của mình đã được đun lên thì mình sẽ đổ ra nồi lẩu để thả hải sản vào ăn nha các bạn nhá. Sau đó thì mình sẽ cho một ít mì chính vào. Và cộng thêm là một ít bột canh nữa. À, cuối cùng là một ít hạt nêm nha mọi người nhá. Mình sẽ thả cọng chanh này vào để cho nồi lẩu được thơm hơn và một ít sả nữa này. Thì đây là nguyên liệu hải sản chính của mình nhá, thì là gồm có cua và mực và một ít bạch tuộc và tôm nhá các bạn nhá. Thì đây là những nguyên liệu chính của nồi lẩu. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn nồi lẩu hải sản và thập cẩm cho các bạn xem. Thì nếu mà các bạn muốn nấu cho gia đình mình một nồi lẩu hải sản thập cẩm này thì cứ làm theo trên video để làm cho gia đình mình thưởng thức nữa.